Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Linh Sam Mini TNCT. Và hôm nay là ngày 8 tháng 6. Thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Đó là một cái lô Linh Sam hạt gạo nha. Thì những cái hạt gạo này hiện tại được cái bên nhà vườn con chiết nhánh xong rồi thuần chậu lại. Thì những cây này thuần chậu lại đã chừng 1 năm rưỡi đến 2 năm rồi nha cô chú anh chị. Và hiện tại là những cây này chi tàn rồi á, bên con chưa có cắt tỉa hoặc là làm cái gì nhiều. Nói chung là nó vẫn còn giữ được cái bộ tàn nguyên si từ ở ngoài vườn vào, là cây là ít cắt tỉa nha. Cho nên những cây này á, cô chú anh chị mình về có thể làm rất là nhiều cây dán bonsai mini để chơi ha. Với lại về cô chú anh chị mình có thể dễ dàng tạo những cái dáng mà mình yêu thích. Tại vì chi tàn mấy cây này là ở ngoài vườn sao cũng để lại yên nguyên vậy luôn. Gốc của nó thì cỡ chừng ngón tay cái cho đến ngón giò cái nha cô chú anh chị. Những cây bên vườn con hiện tại là bộ chi tàn hoặc là bộ lá rất là xanh tươi, rất là đẹp. Và những cái cây bên vườn con á, bán hiện tại là giá là từ 100 cho đến 160 ngàn một cây nha cô chú anh chị, tùy theo gốc to gốc nhỏ ha. Và mấy cây Linh Sam hạt gạo này là trong quá trình vận chuyển là chắc chắn sẽ nhàn lá hết nha cô chú anh chị. Nhàn lá chừng 20% hoặc là có cây nhàn lá 30% hoặc là có cây 10%. Nói chung là tùy cây cũng tùy gần xa ha. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển là phải nhàn lá. Nói chung là cái dòng Linh Sam là đặc trưng nè. Nó mấy cây hạt gạo nha. Hiện tại bên vườn con đang bán giá từ 100 cho đến 160 ngàn một cây. Cô chú anh chị mình có mua thì cứ kết nối Zalo qua số điện thoại còn để trên tiêu đề nha. Giá như thế này là rất là mềm luôn nha cô chú anh chị. Có những cây thoát thân tầm cao như thế này nè. Cô chú anh chị mình kết nối Zalo đi, một là điện trực tiếp, hai là chụp hình để con chụp hình cho cô chú anh chị mình lựa cây. Rồi, Linh Sam hạt gạo, cây đẹp, giá mềm, rẻ. Cô chú anh chị mình có mua thì cứ alo con qua số điện thoại con để trên tiêu đề nha. Trước khi kết thúc clip thì con cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều. Trước khi kết thúc thì con cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều ha. Rồi con xin kết thúc và tạm dừng tại đây.